của tuổi trẻ, thanh xuân, chúng con như xuất hiện thêm những người mẹ, người bạn, những người giáo viên nhiệt huyết nhất. Có lẽ nếu lực hút của trái đất là 9,8 m/s, thì sức hút của thầy cô với đời chúng con là vô cực. Bởi lẽ thầy cô chính là nguồn năng lượng ấm áp nhất. Giáo viên chủ nhiệm cô Thùy Duyên đã khiến cho 43 con người xa lạ gắn kết với nhau trở thành một gia đình. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng con muốn gửi lời xin lỗi đến thầy cô vì nhiều lần làm cô thất vọng. Nhất định chúng con sẽ lấy kết quả học tập để gửi lời tri ân thiết thực nhất và chân thành nhất. Vậy là suốt đợt được 2 năm cô Thùy Duyên đồng hành cùng tập thể chúng em dưới mái trường Trung học Phổ thông Cẩm Lệ, cô đã cống hiến hết sức tâm huyết của mình cho chúng em vẫn ngày đêm trăn trở vì tương lai của những đứa học trò bé bỏng. Có thể đôi lúc chúng em thật bướng bỉnh, nghịch ngợm khi mắt cô lại hoang đỏ, nhưng một điều chắc chắn rằng cô sẵn sàng tha thứ cho những bồng bột đó. Chúng em xin được gửi tới cô lời xin lỗi vì đã nhiều lần khiến cô phải buồn lòng, và cũng được gửi đến cô lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì tất cả những gì cô đã dành cho lớp. Những kỷ niệm bên cô sẽ mãi là những quý giá, là điều không bao giờ phai mờ trong tâm trí chúng em suốt chặng đường sau này. Đối với mùa 96 của chúng em, người đàn ông tuyệt vời nhất đó chính là thầy Phước. Trong suốt thời gian vừa qua, thầy đã vô cùng tâm huyết và chu đáo. Thầy là người truyền cảm hứng làm cho chúng em có cái nhìn khác về môn toán của thầy, cho chúng em thấy rằng học toán không hề khô khan như vẻ bề ngoài vốn có của nó. Hello, Huy Duyên. Trước trong trường nằm chơi vơi, xin cho ta được nhớ về.